Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 17 tháng 7 năm 2024 diễn biến bất ngờ đồng loạt thị trường ba miền. Theo nhận định của một số doanh nghiệp, giá heo hơi đứng trước áp lực giảm khi sức mua trên thị trường giảm sút, các bếp ăn tập thể, hàng quán ăn uống chưa sôi động trở lại. Giá heo hơi hiện đang giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trượt kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 đến 68.000 đồng kg. Việt Nam đang nhập khẩu từ 41 thị trường và nỗi lo ảnh hưởng thị trường trong nước. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Thị trường heo hơi tại miền Bắc thương lái thu mua giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg ở nhiều nơi theo đó sau khi giảm 1.000 đồng một kg thương lái tại Bắc Giang Hưng Yên Thái Nguyên Phú Thọ Hà Nam Ninh Bình và Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá 66.000 đến 67.000 đồng một kg tùy khu vực heo hơi tại Nam Định và Hà Nội đang được giao dịch Trung mức 66.000 đồng ruột kg giảm 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 66.000 đến 68.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Trung. Theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ 1.000 đồng một kg ở một vài nơi. Cụ thể, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng điều chỉnh giao dịch về mức thấp nhất là 62.000 đồng một kg, ngang với Quảng Trị, Bình Định và Khánh Hòa. Các tỉnh Lâm Đồng, Hà Tĩnh và Thanh Hóa đưa giá thu mua về khoảng 64.000 đến 67.000 đồng một kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 62.000 đến 67.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi tại thị trường phía Nam. Giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Hiện tại, tỉnh Bình Dương giảm 2.000 đồng chốt kg về mức 64.000 đồng 1 kg. Giá giao dịch heo hơi tại Bình Phước, Đồng Nai, thành phố, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng được ghi nhận trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng trên kg sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng trên kg. Trước sức ép thịt heo nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng điều này tác động rất lớn tới ngành chăn nuôi heo. Theo ông Đoán, trong thời điểm Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, chúng ta vẫn phải chấp nhận cho nhập khẩu các sản phẩm từ các nước Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ sản phẩm trong nước. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Dù tháng 7, giá heo hơi không bật tăng như kỳ vọng của người chăn nuôi, nhưng giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với khu vực hộ gia đình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo rằng nguồn cung heo sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp, giá heo hơi có thể duy trì ở mức cao và chỉ giảm trở lại vào năm 2025. Theo các chuyên gia, giá heo hơi có thể duy trì ở mức hiện nay cho đến cuối năm 2024 do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vừa mới bắt đầu tái đàn sau đợt dịch tả heo châu Phi năm 2023 và ít nhất đến tháng 12 tới mới có nguồn cung mới ra thị trường. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá thịt heo bán ra thị trường. Ngoài ra, hiện nay do học sinh, sinh viên đang được nghỉ hè nên các bếp ăn tập thể giảm bớt nhu cầu tiêu thụ thịt heo. Một thời gian nữa, khi học sinh vào mùa tự trường, nhu cầu tăng cao, giá sẽ còn đi lên. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thịt heo chiếm tới 65 đến 70% trong cơ cấu bữa ăn của các gia đình. Mặc dù trung quy trong 6 tháng đầu năm, giá heo hơi có xu hướng tăng. Tuy nhiên, Hiện nay dịch tả heo châu phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với khu vực chăn nuôi hộ nhỏ lẻ. Một số trang trại, hộ chăn nuôi heo đang tái đàn nhưng lo ngại bị ảnh hưởng dịch tả heo châu phi phải bán nổ bán tháo. Điều này kéo giá heo hơi loại một trên thị trường giảm. Cụ thể, heo chỉ mới đạt 70 đến 80 kg chưa đủ trọng lượng cũng phải xuất chuồng, giá bán ra thị trường với mức giá thấp. Heo nhiều mỡ hay quá khổ trên 1,2 tạ giá dưới 65.000 đồng 1 kg. Mặc dù diễn biến như vậy nhưng theo các chuyên gia lớn trong ngành chăn nuôi, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức tương đối tốt như hiện nay cho đến cuối năm 2024. Dù giá heo hơi không vượt bốc 70.000 đồng 1 kg, tuy nhiên, với mức giá như hiện nay đã cao hơn từ 14.000 đến 16.000 đồng trột kg so với thời điểm cuối năm ngoái. Theo nhiều người chăn nuôi, năm ngoái, giá heo hơi xuất chuồng chỉ ở mức 48.000 đến 52.000 đồng 1 kg khiến người nuôi lỗ 5.000 đồng 1 kg. Với mỗi con sắt chuồng, hộ nông dân phải chịu lỗ từ 5 đến 10 triệu đồng. Việc thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá heo hơi phục hồi tích cực trong nửa đầu năm nay. Hiện giá heo hơi trung bình trên cả nước đạt khoảng 65.000 đồng 1 kg và đã có lúc tiệm cận ngưỡng 70.000 đồng 1 kg trong giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua. Trong điều kiện nguồn cung hạn chế, dịch bệnh còn nhiều phức tạp, dự báo giá heo hơi sẽ có thể tăng lên ngưỡng 75.000 đồng một kg vào cuối năm nay và trong nửa đầu năm 2025 và giảm nhiệt kể từ nửa cuối năm 2025 khi nguồn cung heo nội địa ổn định trở lại. Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo, thời gian tới, giá thịt heo sẽ neo ở mức cao. Bởi, dịch tả châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng kế hoạch tăng đàn do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đang có lợi nhuận tốt để tái đầu tư. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các chuyên gia trong ngành chăn nuôi, người nuôi heo nên tính toán cẩn trọng trong việc tái đàn. Tăng đàn trong giai đoạn hiện nay khi giá con giống và các chi phí khác đều tăng cao, rủi ro dịch bệnh lớn. Mặc dù giá đang tăng cao nhưng nhiều bà con chăn nuôi cũng đang lo ngại dịch bệnh nên chưa dám tái đàn số lượng lớn như trước mà chỉ cầm chừng số ít. Với điều này, với lứa heo tiếp theo sang quý 3 cũng sẽ thiếu hụt và đẩy giá tăng lên. Tại các doanh nghiệp, Giá heo hơi của CP miền Bắc đang ở mức 68.000 đồng một kg. Giá heo hơi của CP miền Nam ở mức 67.000 đồng chốt kg. Trong khi giá heo hơi trung bình của Trung Quốc đang đứng ở mức 63.900 đồng một kg. Điều này đồng nghĩa với việc giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn giá heo hơi của thị trường này. Ông lớn trong ngành chăn nuôi dự báo nguồn cung heo có thể thiếu hụt đến nửa đầu năm sau. Việc thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá heo hơi phục hồi tích cực trong nửa đầu năm nay hiện giá heo hơi trung bình trên cả nước đạt khoảng 65.000 đồng 1 kg và đã có lúc tiệm cận ngưỡng 70.000 đồng 1 kg trong giai đoạn cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua. Trong điều kiện nguồn cung hạn chế, dịch bệnh còn nhiều phức tạp, dự báo giá heo hơi sẽ duy trì trung bình 65.000 đến 75.000 đồng 1 kg đến hết nửa đầu năm 2025 và giảm nhiệt kể từ nửa cuối năm 2025 khi nguồn cung heo nội địa ổn định trở lại. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Giá thịt heo cũng tăng 3,78% khi dịch tả heo châu Phi xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Một lý do tác động việc giá heo hơi trong nước tăng cao trong thời gian qua đó là ngành chức năng đã kiểm soát tốt việc nhập khẩu nguồn thịt từ các thị trường vào Việt Nam. Bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo chững lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát lây lan của bệnh dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học. Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý kịp thời, dứt điểm các ổ bệnh, ưu tiên nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Theo các ông lớn trong ngành chăn nuôi dự báo năm 2024 sản lượng thịt heo sẽ giảm. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước. Ngành thịt của Việt Nam sẵn sàng cho bước tăng trưởng đáng kể trong quá trình đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng đông. Có thể thấy mặc dù giá không tăng cao nhưng với mức tăng hiện tại cũng là tín hiệu tốt cho bà con chăn nuôi bởi dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất nhiều. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng là rất cao bởi xu hướng tái đàn ồ ạt, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ trước đây đã bị dịch. Mặc dù đã có vaccine dịch tả heo châu Phi phòng bệnh cho heo thịt, nhưng việc quan tâm, sử dụng vaccine còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, con giống nhập lậu chính là nguyên nhân gây ra dịch bệnh như dịch cúm da cầm, tai xanh lờ mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả heo châu Phi từ nước ngoài vào Việt Nam gây thiệt hại rất lớn. Bên cạnh đó, hệ thống thú y cơ sở một số nơi còn lỏng lẻo, chưa kiểm soát tốt khâu vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm. Bước sang đầu tháng 7 năm 2024, giá heo hơi biến động theo chiều hướng giảm, đã có địa phương ghi nhận mức thấp nhất 61.000 đồng trên kg. Ông Nguyễn Kim đoán phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cảnh báo. Giá bán heo hơi của người nuôi đang ở mức đạt lợi nhuận tốt nhưng về thị trường tiêu thụ lại bất lợi, vì giá tăng cao khiến sức tiêu thụ của thị trường càng chậm hơn. Nguồn cung heo đang giảm so với trước, nhưng đây chỉ là tạm thời và sẽ sớm ổn định trong thời gian tới. Thời điểm hiện nay, người chăn nuôi nên cẩn trọng tính toán trong việc tăng đàn, tái đàn để không gặp rủi ro kép về dịch bệnh và giá bán. Các chủ trang trại dự báo, giá heo hơi tăng có thể kéo dài đến tháng 8, 9 phần 2024, từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán 2025 nguồn cung sẽ được bổ sung từ việc tái đàn của các trang trại. Thời điểm này, các doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn. Vì thế, thị trường heo hơi sẽ khó tăng đột biến thêm nữa. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng đạt tăng giá heo hơi có thể kéo dài đến tháng 9. Từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán, nguồn cung sẽ được bổ sung từ lượng heo được tái đàn vào từ tháng 2, 3. Hiện tại các doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi biến động trái chiều vào ngày hôm nay do thị trường đang có nhiều thay đổi mới. Sau thời gian dài ảm đạm, giá heo hơi liên tục tăng trong mấy tháng trở lại đây nên người nuôi rất phấn khởi. Mặc dù những ngày qua, giá heo có xu hướng giảm nhẹ, nhưng vẫn neo ở mức cao, giao động từ 67.000 đến 69.000 đồng kg, trong khi giá thức ăn chăn nuôi giảm, giúp người chăn nuôi lãi lớn. Nguyên nhân dẫn đến giá thịt heo hơi liên tục tăng do thiếu nguồn cung sau giai đoạn dịch tả heo châu Phi bùng phát khiến nguồn cung bị giảm, nhiều hộ dân cùng bán tháo khiến giá thịt có lúc giảm về 50.000 đồng chốt kg. Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người chăn nuôi gặp khó khăn nên đã dừng nuôi khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung càng gia tăng. Cơ quan chức năng địa phương chỉ ra rằng, nguyên nhân chính làm dịch bệnh này tái phát, lây lan là do các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường. Khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh chăn nuôi heo trên địa bàn vẫn chủ yếu là nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thời gian qua, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn ra tại nhiều địa phương trong nước. Thực tế đó dẫn đến sản lượng heo xuất chuồng hiện nay giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 17 tháng 7 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo